quý vị, ngày 23 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 64 thành lập Ban Thanh tra đặc biệt là tổ chức tiền thân của ngành thanh tra. Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, cùng với ngành thanh tra Việt Nam, Thanh tra Đà Nẵng đã làm tốt công tác tham mưu cho thành phố trong quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế, thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Phóng sự được thực hiện nhân ngày truyền thống ngành thanh tra Việt Nam 23 tháng 11 năm 1945, 23 tháng 11 năm 2021. Cùng với sự phát triển của thành phố, ngành thanh tra Đà Nẵng đã từng bước xây dựng và trưởng thành. Với nhiệm vụ tập trung thanh tra về kinh tế xã hội, thực hiện nhiệm vụ chống tiêu cực, quan liêu, cựa quyền nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, phát hiện và kiến nghị xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý kinh tế, giải quyết kịp thời các yêu cầu bức xúc của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngành thanh tra đã chuyển sang một bước mới nhằm phục vụ cho các yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố. Đặc biệt, từ sau khi chia tách địa giới hành chính đến nay, quá trình đô thị hóa trên diện rộng đã có gần 100.000 hộ dân thuộc diện di dời, giải tỏa, chỉnh trang đô thị nên dễ phát sinh nhiều vấn đề bức xúc, khiếu nại, tố cáo. Song thanh tra các cấp đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo thành phố, quận huyện tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức tốt việc đối thoại kết hợp với sự vận động thuyết phục nên các khiếu nại, tố cáo của công dân được giải quyết nhanh chóng, thấu tình, đạt lý. Khi mà nhà nước đưa cái bản giải tỏa đền bù á, gia đình tôi cảm thấy là chưa thỏa đáng nên gia đình tôi làm đơn để gửi thành phố, làm đơn kiến nghị gửi thành phố, nhưng mà sau này nhờ thanh tra giải thích rõ ràng, và nói chung là thanh tra là rất là tận tình giải thích cho rõ ràng và chỉ dẫn rõ ràng, hướng dẫn cụ thể nên gia đình tôi cảm thấy là hài lòng. Riêng từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, các cơ quan hành chính nhà nước, các cấp, các ngành và các cơ quan thanh tra trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận gần 5.320 lượt với gần 5.530 người, 387 đơn khiếu nại, tố cáo và 4.984 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung chủ yếu về công tác giải tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô nhiễm môi trường, về chính sách lao động và các chế độ chính sách khác. Qua đó, thụ lý giải quyết 104 đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, 93% vụ việc còn lại chuyển cho các cơ quan chức năng xử lý giải quyết. Trong thời gian qua thì tôi thấy là những cái thông tin và nội dung mà tài liệu chứng cứ mà người dân cung cấp thì hầu hết là có cái giá trị rất quý và rất có ý nghĩa trong việc là định hướng, trong việc là thẩm tra xác minh. Thì qua những tài liệu và chứng cứ cũng như thông tin mà người dân cung cấp á, thì chúng tôi kiểm tra xác minh và là xem xét để mà có cái nhận định và đánh giá nó được là khách quan và đảm bảo đúng quy định. Tính riêng trong 5 năm gần đây, các cơ quan quản lý hành chính thuộc thành phố và cơ quan thanh tra đã đón tiếp gần 42.000 lượt công dân, tiếp nhận hơn 2.000 đơn khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai, đền bù giải tỏa, cũng như các chế độ chính sách, đã giải quyết gần 460 vụ việc thuộc thẩm quyền. Gần 28.000 đơn kiến nghị phản ánh qua công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đã phục hồi quyền lợi hợp pháp cho hàng trăm người, thu hồi cho nhà nước và nhân dân hàng ngàn mét vuông đất. Ngoài ra, toàn ngành thanh tra thành phố đã tổ chức hơn 29.000 cuộc thanh tra kiểm tra hành chính và chuyên ngành, phát hiện tổng số tiền vi phạm gần 119 tỷ đồng, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 38 tỷ đồng, xử lý bằng hình thức khác trên 39 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 115,5 tỷ đồng. Qua đó, xử lý các tập thể và cá nhân sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 14 vụ. Ngành thanh tra cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật phòng chống tham nhũng và công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ công chức, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần làm lành mạnh mối quan hệ xã hội, đảm bảo công khai, dân chủ, hạn chế hành vi tiêu cực, tham nhũng. Trong thời gian tới, chúng tôi xác định với cái chức trách, vai trò của ngành thanh tra theo quy định thì sẽ tiếp tục
tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban thành phố thực hiện tốt và có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiếp dân, đặc biệt là công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố, để góp phần đảm bảo được tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian đến. Nhìn lại 76 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của ngành thanh tra Việt Nam, tùy theo từng giai đoạn, với từng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, tổ chức và hoạt động của thanh tra Đà Nẵng luôn có những bước chuyển mình phù hợp, đáp ứng ngày càng hiệu quả công việc được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.